Hello, xin chào mọi người. Ở clip này mình sẽ quay lại một quá trình dài mình chăm sóc một con gà bệnh đến lúc mà nó lột xác, nó mập mạp trở lại. Nó như thế nào thì các bạn hãy xem cái quá trình mình chăm sóc nó nha. Và đây là con gà cồ, nó trưởng thành nhưng mà nó bị bệnh, nó khọt khẹt nên nó rất là ốm. Nó chỉ có 1 kg mấy thôi. Các bạn nhìn xem, nó chỉ hơn 1 kg xíu thôi. Và cái mức nó đạt đến là sẽ hơn 3 kg. Cái lúc mà nó khỏi bệnh, nó mập mạp trở lại thì nó hơn 3 kg. Và cái quá trình mình chăm sóc nó thì mình cho nó ăn đủ loại như là chuối, thằn lằn, rồi gạo hoặc là thực phẩm mình cho ăn rất là nhiều. Và ăn đầy đủ các chất như vậy trong vòng 1 tháng thì nó mới đạt được cái số ký mà mình mong muốn. Và đến lúc đó thì mình có thể thả ra hòa nhập với cái bầy gà của mình và nó có thể đặt máy rồi bình thường được trở lại. Trong quá trình mà các bạn chăn nuôi thì chắc chắn sẽ có những cái con vật nó bị bệnh. Đừng bỏ rơi nó mà hãy chăm sóc nó một cái chế độ chăm sóc thật là đặc biệt để nó có thể khỏe mạnh trở lại và hòa nhập với bầy đàn của chúng. Thì đến lúc đó thì chúng ta thấy được cái việc làm của chúng ta nó sẽ rất là ý nghĩa. Và khi chúng ta chăm sóc thành công 1-2 con như vậy thì chúng ta sẽ có động lực để chăm sóc những cái con vật mà bị bệnh tiếp theo mà các bạn không nản. Các bạn nhìn thấy nó ăn thấy thèm không? Ăn chậm. Cả nhơi, nó không muốn ăn. Với lại nhìn cái lông nó xiếp lại, nó nhìn nó không có sức sống chút nào đó. Nhưng mà các bạn đợi đến lúc sau xem nha, đến lúc mà nó bớt rồi đó, nó lanh lại, nhìn nó đẹp lắm. Trời ơi, nó ra lông mức rượt mà nhìn nó đẹp. Thả ra nó gù mãi là nhìn mơ luôn. Rồi công việc này cần phải sự kiên trì, kiên trì dữ lắm mới làm được. Chứ không là một ngày hai thì khó có thể mập được nha. Nó cứ vậy á, mà nó không chết thì cứ nó, mình chăm sóc nó đặc biệt, nó sẽ hồi phục trở lại. Và đây là cái thể trọng của em nó sau 1 tháng mà được chăm sóc với chế độ đặc biệt này. Còn gần 3 kg rồi đó. Tham thả ra nhìn nó sờn sơ quá. Bây giờ nó rất là háo ăn nha, ăn rất là nhiều. Mỗi lần ăn á, là gấp 3, gấp 4 lần cái lúc nó bệnh á. Nó ăn cái diều nó to lắm. Các bạn nhìn thấy nó mướt mát không? Nhìn thấy vậy cho chúng ta cái động lực chăm sóc những cái con bị bệnh tiếp theo. Đừng có bỏ rơi tụi nó, tội nghiệp. Lúc trước nó bị bệnh á, là tính bỏ nó rồi chứ. Tại vì nó bỏ ăn mấy ngày rồi nó ốm, nhìn thấy nó thảm mà mình sợ lây cho mấy con khác nữa. Nhưng mà mình tách ra mình nuôi riêng thì nó mới được như vậy nè. Đó, các bạn xem mà lấy cái động lực mà nuôi những cái con bệnh chứ đỡ bỏ nó tội nha các bạn.